Chọc cái này đây cả. Rồi nhé. Cái này mới gửi mà cũng dạng. Wow. Nên lúc đấy nên được cơ mà. Nên Superman. Superman này, Superman này. Chào mọi người nhá. Đây là em cuốn của khách hàng bên mình. Đây. Ôi dồi. Khách bên mình từ Hồ Chí Minh bây giờ về quê về Thanh Hóa nên nhờ mình chuyển em này về về quê. Em này em cái này à. Mặc áo được, mặc áo Superman luôn. Đây là Super Poodle. Em này được 5 tháng rồi mọi người ạ. Khi bên mình bán là em ấy được 2 tháng, bây giờ được 3 tháng nữa rồi, 5 tháng rồi em ạ. Úi dồi, nặng quá nhỉ. Con này chắc được khoảng độ 2,5 kg, 2,5 kg, 3 kg gì đấy, 2,5 kg rồi. Ý, mới được 5 tháng. Cái kia kia. Ý, đây là lông, lông em này nó lông được cắt rồi mọi người ạ. Không thì lông nó sẽ dài hơn, đây là lông nó cắt rồi này. Nên nó ngắn này này. Thấy người ta là hóng ấy. Ấy. Hóng hóng hóng. Ở đây, em này thì mình không biết là chủ đặt tên là gì. Mà này. Nhìn này. Nè, tao dắt lên nhá. Nè. Đâu? Tay đâu? Nào, tay đâu? Nào lên, nè. Lên rồi. Đấy, mình phải dắt tay nó mới đi. Đấy, ngồi ngoan không? Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Cái mặt. Em này lúc nào lông dài lên nhìn rất đẹp mọi người ạ. Lông dài thì nó sẽ tỉa được. Đây là khách mới cạo, mới cắt. Lông chia dài được không? Đấy. Rất cuốn người. Ý, chỉ thích ngồi đùi thôi. Em đang định đi về nhà mới hả? Đâu, em này của khách vậy ạ? À, dạ. Của khách cũ. Vì anh ấy về quê. Vâng, anh về quê nhờ bọn em chuyển về quê cho. Ủa vậy hả? Vâng, chuyển về Thanh Hóa cho anh ấy. Anh ấy nuôi em này được con này được 5 tháng rồi. Đi tàu chị ạ. Vâng, tí em cho đi tàu. Vâng đúng rồi. Đây đây cắt, đây là anh ấy cắt rồi. Nó chưa mọc rễ. Vâng. Đúng rồi. Vâng vâng đúng rồi, lông ăn cơm nhiều là nó lông nó xấu. Phải ăn thịt nhiều lông nó mới đẹp. Vâng. Ăn xúc xích thì con. Con này ngoan lắm. Đó, người thấy không? Ai nhìn cũng thích. Rất là ngoan luôn này. Ngồi đùi luôn. Chỉ thích ngồi cạnh người thôi. Yêu. À. Mày tin gì? Mày tin gì? Nãy mình không hỏi khách xem là tin em nó là gì. Giờ không biết tin là gì để gọi. Yêu. Đó, nào á.
Đấy, khi nào nó lông nó mọc dài nên lông nó sẽ dài quanh 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 quanh, quanh cái mõm nó này, xong mọi người sẽ cắt tỉa đi ở cái phần này này, đó thì nó sẽ tròn ở cái khuôn mặt này này, nhìn nó rất là đẹp luôn. Cắn tao à, cắn tao à, cắn á, cắn á, cắn á, ấy à, ấy ổn được, ấy ấy gặp này, gặp lợn này, con lợn này. Chiều nữa. Đó, em ấy chuẩn bị được ra tàu rồi mọi người ạ. Cục 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 cục. Rồi. Chào mọi người nhá. Ý. Chào mọi người đi. Chào mọi người đi rồi đi tàu. Ê. Chào. Bye bye. Bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người nha.